Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Và đúng như mình dự đoán ở video trước, Hà Nội lại nắng nóng rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao, trời nóng thì mình bật điều hòa, còn Tokyo tin tức vẫn cứ là hot news. Rồi, sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là một chiếc flycam đến từ Xiaomi. Thì như anh em đã biết rồi, Xiaomi nổi tiếng là một hãng công nghệ ngon, bổ, rẻ. Cùng đi vào video để xem chiếc flycam này có thực sự đáp ứng được 3 điều trên không nhé. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ là chiếc flycam này, Xiaomi Fimi X8 Mini. Nghe nói rằng sản phẩm này nó là một đối thủ cạnh tranh vô cùng đáng gờm của DJI Mavic Mini 2. Thì mình sẽ nói qua về tổng thể cho anh em. Bộ sản phẩm cơ bản của chúng ta sẽ bao gồm một chiếc drone với kích thước khi gặp lại là 148x85x56mm và 200x145x56mm khi mở cánh. Theo thông tin thì Fimi X8 Mini sẽ bay được xa khoảng 8km. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một chiếc remote control có thiết kế khá là giống phụ kiện của những chiếc điện thoại gaming để anh em có thể đặt điện thoại vào chính giữa luôn. Điều này thì sẽ giúp anh em là không sợ bị chênh lệch khối lượng khi sử dụng chiếc điều khiển này. Tiếp đến là một viên pin cơ bản, standard battery. Chúng ta sẽ có một phiên bản nữa đó là Pro Battery. Flycam khi mà lắp hai viên pin này thì sẽ có trọng lượng lần lượt là 258 ở bản standard và 245 ở bản Pro. Dung lượng pin sẽ là 3500 mAh, tương đương với khoảng 30 phút bay ở môi trường không gió với vận tốc là 60 m/s. Nói đến đây thì anh em có thấy quen không nào? Ở trong video trước ý, thì mình cũng có giới thiệu với anh em là DJI E2S. Nó sẽ có một viên pin 3500 mAh, bay ở môi trường tương tự với vận tốc là 6 m/s, nhưng cái thời gian bay của nó lên đến 40, thậm chí là 50 phút. Thực tế thì đây chỉ là những con số. Còn bao giờ sản phẩm ra mắt, mình sẽ thử và review lại cho anh em. Quay trở lại với những viên pin, thì theo thông tin, bản Pro sẽ bay được lâu hơn pin standard 1 phút. Thì cá nhân mình nghĩ 1 phút này sẽ có tác dụng nhiều nhất trong trường hợp là drone của chúng ta rơi vào trạng thái pin yếu, phải bay về ngay mà trong khi nó lại đang ở khá xa. Đôi khi 1 phút này cũng có thể cứu được con cưng của chúng ta đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có 8 cánh quạt, 3 chiếc cable tương ứng với đầu sạc là Lightning, USB 2.0 và USB Type-C, một chiếc gimbal cover và một dây sạc Type-C. Và có vẻ như Xiaomi đang muốn đồng bộ hệ sinh thái của mình. Khi mà chiếc drone này anh em có thể cắm sạc trực tiếp vào viên pin thông qua cổng USB Type-C, không cần phải qua đốc sạc hay là gì cả. Đi vào chi tiết thì đầu tiên sẽ là một trong những điều mà anh em chơi flycam quan tâm nhất, đó là camera. Fimi X8 Mini được trang bị một chiếc cam có thể quay video định dạng 4K 30fps HDR và có định dạng codec là H.246 và HEVC. Cùng với đó là file video F-Log format và DNG RAW cho chúng ta giải nhạy sáng rộng hơn và các chi tiết ở phần highlight hay là shadow cũng được rõ nét hơn. Tiếp đến là về tính năng thì Fimi X8 đang vượt trội hơn so với đối thủ là DJI Mavic Mini 2 vì nó được trang bị tính năng tracking. Tính năng tracking này ở trên những dòng mini của DJI hiện tại thì chưa được đưa vào. Bên cạnh đó thì chức năng Plan Fly Shotting cũng được trang bị. Nó sẽ bay theo những địa điểm mà anh em muốn và chụp tại nơi mà anh em chấm trên bản đồ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể chụp panorama, quay video timelapse, livestream trực tiếp bằng chiếc flycam này. Và với công nghệ của Xiaomi thì AI cũng đã được tích hợp vào trong camera để giúp anh em có thêm một chức năng nữa, đó là Night Shot. Cái chức năng Night Shot này thì nó sẽ giúp cho anh em là quay hay là chụp ở trong đêm mà không bị noise quá nhiều hoặc là mất chi tiết khi bị tối quá. Và anh em cũng có thể điều khiển trực tiếp chiếc flycam này ở trên điện thoại thông qua một cái app riêng. Tuy rằng cái khoảng cách điều khiển sẽ bị giảm xuống còn 100m, nhưng mà nó cũng là một điểm cộng khá là lớn rồi. Thêm một điều nữa đó là Fimi X8 Mini sẽ được trang bị thêm chức năng đó là SAR, viết tắt của từ Search and Rescue Mode. Nó sẽ gửi hình ảnh tới những thiết bị điều khiển lân cận để trong trường hợp mà anh em có bị mất dấu hay là mất tín hiệu thì sẽ có nhiều thông tin hơn để tìm lại chiếc flycam của mình. Hiện tại thì Fimi X8 Mini chưa có mặt tại Việt Nam, nhưng mà nó đã được công bố và cho phép anh em đặt mua ở trên AliExpress với giá ban đầu trong 5 giờ đầu tiên, đó là $399. Và tất nhiên rồi, sold out rất là nhanh. Hiện tại thì cả bộ sản phẩm đang có giá là $911, tương đương với khoảng 21 triệu Việt Nam đồng. Anh em thấy sao? Mức giá này có phù hợp với lại những tính năng trên không? Và hãy cùng comment ở phía bên dưới xem khi về Việt Nam nó sẽ có mức giá là bao nhiêu nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nhớ like, để lại subscribe channel của Tokyo Camera để nhận được nhiều thông tin hữu ích. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.